Thế đây là nốt gì? Đây là nốt gì? Thế đây là hợp âm gì? Nếu như chúng ta nói câu chuyện ấy là các nốt cơ bản thì em đọc được rất là nhanh. Ở đây chúng ta đánh là gì? Mi, do và la. Nhưng khi cả ba nốt mi, do, la ấy, nó kết hợp với nhau, nó cùng vang lên một lúc thì nó sẽ là hợp âm gì thì chúng ta không biết. Và khi học guitar chúng ta hay đi vào một cái lối mòn ấy là chúng ta học cái gam ở trên mạng, chúng ta bắt chước theo tay như thế đúng không? Và cứ thế chúng ta đánh. Và cứ thế chúng ta đánh thôi. Nên ấy, khi chúng ta cho vào một lăng kính ấy, chúng ta sẽ phân tích được các nốt nhạc của nó và cái sự cấu thành của các nốt nhạc này như thế nào. Nên cái việc học từng nốt nhạc nó rất quan trọng.